Vụ thu hoạch nhãn chính vụ năm 2022 đang đến gần. Để có thị trường tiêu thụ ổn định, tránh tình trạng mất giá, thời điểm này chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để tìm đầu ra tốt nhất cho quả nhãn. Gia đình ông Đỗ Thế Đỗ, xã Đông Kết hiện trồng 4 mẫu nhãn. Thời gian qua, ngoài việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc để tăng năng suất, chất lượng quả nhãn, ông Đỗ còn đầu tư gần 100 triệu đồng, xây dựng 2 lò sấy long nhãn và tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các trang mạng xã hội để tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhãn quả tươi và long nhãn. Được biết, vụ nhãn năm 2021, ông không chỉ tiêu thụ 35 tấn nhãn của gia đình, mà 2 lò sấy của gia đình tiêu thụ trên 50 tấn nhãn quả tươi cho người dân trong xã. Gia đình tôi là dòng rất nhiều nhãn, tôi rất chăn trở về cái giá cả thị trường, đặc biệt là nhãn tươi thì khó bảo quản. Gia đình tôi cũng chuyển đổi sang chế biến sấy long nhãn thì bảo quản được lâu, tránh tiểu thương ép giá, tăng thu nhập thêm cho gia đình. Với mong muốn đưa sản phẩm nhãn vươn xa, sản phẩm thu hoạch đến đâu được tiêu thụ luôn đến đó. Đến nay, Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết, xã Hàm Tử tiếp tục mở rộng và chăm sóc nhãn theo quy trình Việt Gáp với diện tích 80 ha. Nhiều năm nay, chất lượng nhãn của Hợp tác xã luôn đảm bảo và quen thuộc với nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh, ở nhiều siêu thị, nhà hàng, khách sạn lớn trong nước. Gia đình nhà tôi là trồng 2 mẫu trong chương trình Việt Gáp. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đấy thì là mẫu mã nó đẹp, quả đồng đều, chất lượng nó ngon hơn. Chúng tôi được quảng bá sản phẩm đi các cái thị trường lớn, giới thiệu sản phẩm nông sản ở Hà Nội, ở dưới Hưng Yên, rồi là về cái chỗ Ecombắc đấy là chúng tôi đi bán đấy, thì nhãn ở ngoài thì ví dụ bán được 15.000 thì chúng tôi trong chương trình Việt Gáp chúng tôi cũng bán được 25.000. Để tiêu thụ nhãn được thuận lợi thì Hợp tác xã đã quán triệt bà con sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp và không sử dụng bất cứ một loại thuốc thì có độc hại cho con người, và xúc tiến trên các trang thương mại điện tử, mời gọi các doanh nghiệp và các chợ đầu mối về để thu mua nhãn cho bà con. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã ký được với công ty Fusa của Hải Dương được 100 tấn nhãn để tiêu thụ cho bà con. Vụ nhãn năm nay, huyện Khoái Châu ước thu khoảng 15.000 tấn quả. Ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân áp dụng quy trình Việt Gáp vào sản xuất để bảo đảm nông sản sạch, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, chủ động liên kết với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị để tiêu thụ nhãn. Với sự nỗ lực của người dân cùng các giải pháp của các cấp các ngành chức năng, hy vọng rằng vụ nhãn năm nay bà con trồng nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu sẽ tiêu thụ nhãn thuận lợi và thu được hiệu quả kinh tế cao.